thành lập từ năm 1989, Tổng Công ty Tín Nghĩa đã không ngừng phát triển và lớn mạnh. Qua quá trình hoạt động, Tổng Công ty đã có những đột phá trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh và phát triển nguồn nhân lực. Với 5 đơn vị trực thuộc, 17 công ty con và 14 đơn vị liên doanh liên kết, Tín Nghĩa là một cái doanh nghiệp lớn của tỉnh Đồng Nai và là một trong 200 doanh nghiệp lớn của Việt Nam hoạt động đa ngành trên nhiều lĩnh vực. Đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp là một trong những lĩnh vực hoạt động mũi nhọn của Tổng Công ty Tín Nghĩa. Hiện tại, Tổng Công ty đang đầu tư phát triển 8 khu công nghiệp với tổng diện tích trên 3.500 ha, thu hút gần 200 nhà đầu tư, tổng vốn đăng ký hơn 4 tỷ USD với nhiều mô hình và ngành nghề sản xuất khác nhau. Các khu công nghiệp của Tín Nghĩa đều nằm ở những vị trí trung tâm đầu mối của hệ thống giao thông đường bộ, đường sông, đường hàng không, nên rất thuận lợi cho các nhà đầu tư, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí giao thương và vận chuyển hàng hóa. Tổng Công ty chú trọng đến việc đầu tư xây dựng các trung tâm thương mại và dịch vụ, khu dân cư, phục vụ cho các chuyên gia và công nhân trong khu công nghiệp. Hiện Tín Nghĩa còn triển khai các dự án khu công nghiệp khác như khu công nghiệp An Phước, khu công nghiệp Nhân Trạch 6, khu công nghiệp Đất Đỏ 1. We finally chose Tín Nghĩa. One of the big advantages that I saw in Tín Nghĩa was that they have a ready infrastructure, a very supportive and a competent staff to support any investor. We also would recommend any investor to choose Tín Nghĩa as their first option for investing in Vietnam. Xây dựng và kinh doanh địa ốc cũng là một lĩnh vực chính của Tổng Công ty Tín Nghĩa. Sàn giao dịch bất động sản Tín Nghĩa cung cấp đa dạng các dịch vụ địa ốc bất động sản. Để phục vụ cho việc phát triển lĩnh vực địa ốc bất động sản và xây dựng, Tổng Công ty đã thành lập Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên quản lý dự án Tín Nghĩa. Với chức năng tư vấn và quản lý dự án, lập quy hoạch tổng thể, thí nghiệm vật liệu xây dựng, thiết kế và xây dựng. Khu đô thị Đông Sài Gòn là dự án lớn có diện tích 942 ha, tổng vốn đầu tư hơn 6 tỷ đô la Mỹ tại xã Phú Thạnh, Long Tân, huyện Nhân Trạch, Đồng Nai. Hiện nay, Tổng Công ty Tín Nghĩa đã và đang đầu tư phát triển 10 khu dân cư với tổng diện tích gần 1.500 ha, có tổng vốn đầu tư trên 6,8 tỷ đô la Mỹ như khu dân cư Tân Biên, khu dân cư An Phước, khu dân cư Phước Tân, khu dân cư Tân Phú, khu dân cư Đất Đỏ 1, khu dân cư Tam Phước, chung cư cao cấp Quang Vinh. Với lợi thế nổi bật là nằm ở vị trí chiến lược của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Logistics cũng sẽ trở thành lĩnh vực kinh doanh quan trọng của Tổng Công ty Tín Nghĩa. Tổng Công ty Tín Nghĩa đã tập trung phát triển ngành nghề kinh doanh dịch vụ kho cảng vận tải đa phương thức và Logistics từ nhiều năm nay. Các đầu mối kinh doanh gồm có ICD Biên Hòa, ICD Đồng Nai và kho cảng Logistics Tín Nghĩa. Kinh doanh xăng dầu là một trong những lĩnh vực kinh doanh chiến lược của Tổng Công ty Tín Nghĩa. Trải qua quá trình hình thành và phát triển hơn 10 năm qua, đến nay với mạng lưới bán lẻ xăng dầu trên khắp địa bàn tỉnh Đồng Nai, phương châm phục vụ đúng chất lượng, đủ số lượng, văn minh, lịch sự, thương hiệu xăng dầu Tín Nghĩa đã được đông đảo người tiêu dùng tín nhiệm, là địa chỉ tin cậy của các đối tác và khách hàng. Nhằm thực hiện mục tiêu xuất nhập khẩu trực tiếp xăng dầu, Tổng Công ty Tín Nghĩa đã và đang triển khai đầu tư dự án tổng kho xăng dầu Phú Hữu tại huyện Nhân Trạch, Đồng Nai, với cầu cảng tiếp nhận tàu đến 30.000 DWT và hệ thống kho có tổng sức chứa lên đến 180.000 mét khối. Tổng Công ty Tín Nghĩa bắt đầu mở rộng ngành nghề sang lĩnh vực nông sản vào cuối những năm 90. Nhiều năm liền, công ty được xếp vào danh sách 10 doanh nghiệp xuất khẩu cà phê hàng đầu Việt Nam do Hiệp hội Cà phê Ca Cao bình chọn và được Bộ Công Thương công nhận là doanh nghiệp xuất khẩu có uy tín của Việt Nam. Ngoài ra, công ty còn chú trọng việc phát triển cà phê rang xay để mở rộng thị trường trong nước và quốc tế.
nhà máy gạch ngói Tín Nghĩa, chuyên sản xuất các sản phẩm gạch xây dựng, gạch trang trí, gạch lát nền và ngói lợp các loại. Với công nghệ thiết bị sản xuất của châu Âu, nhà máy có công suất 60 triệu viên một năm. Nhà máy đá Granite Tín Nghĩa, chuyên khai thác đá block, chế biến đá slab, đá quy cách, cung cấp các loại đá ốp lát, đá mỹ nghệ, bàn ghế đá sân vườn. Sản phẩm đá Granite Tín Nghĩa TGF đạt tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng, xuất khẩu sang thị trường các nước. Các sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vật liệu xây dựng Tín Nghĩa được nhiều đơn vị thi công lớn có uy tín, tin tưởng, chọn cho các công trình dân dụng công nghiệp có yêu cầu cao về kỹ thuật và chất lượng. Khai thác khoáng sản là một hoạt động của công ty vật liệu xây dựng. Trạm kinh doanh được bố trí gần các bến thủy nội địa, nhà ga, thuận lợi cho việc vận chuyển vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp bằng đường bộ, đường thủy và cả đường sắt. Kinh doanh dịch vụ du lịch, giải trí, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe với phương châm cung cấp dịch vụ hoàn hảo, nâng cao chất lượng cuộc sống. Đây cũng là lĩnh vực mới của Tín Nghĩa. Khu du lịch đen giòn Pandora Big Resort nằm dọc khu trung tâm bờ biển Ninh Chữ đang được Tín Nghĩa đầu tư và khai thác. Định hướng của Tổng công ty Tín Nghĩa là phát triển mạnh hơn nữa lĩnh vực kinh doanh dịch vụ du lịch, mở rộng quy mô kinh doanh du lịch, tạo thế liên kết giữa các địa phương và các đơn vị bạn, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ. Mô hình trạm dừng dọc theo quốc lộ bao gồm một chuỗi dịch vụ như trạm xăng dầu, nhà hàng, nhà nghỉ, phục vụ du khách và lái xe đường dài. Hiện Tín Nghĩa đã hoàn thành trạm dừng xe Tân Phú, tọa lạc tại quốc lộ 20, xã Phú Sơn, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Tổng diện tích 43,2 ha, đang khai thác và kinh doanh giai đoạn 1, 3,5 ha. Trạm dừng xe Xuân Lộc, tọa lạc tại xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, diện tích 3 ha. Tổng công ty Tín Nghĩa còn chú trọng việc đầu tư tài chính vào các ngân hàng. Hiện tại, Tổng công ty Tín Nghĩa là cổ đông lớn của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Á. Năm 2007, Tổng công ty Tín Nghĩa chính thức đầu tư ra nước ngoài bằng việc thực hiện các dự án đầu tư tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Nông trường cà phê Bắc Song 1 với diện tích ban đầu gần 500 ha thuộc bản km 15 trên cao nguyên Bonaven, huyện Bắc Song, tỉnh Champasak, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Dự án khách sạn Oriental Champasak với tổng diện tích 32 ha, tổng vốn đầu tư 30 triệu đô la Mỹ. Tín Nghĩa là một tổng công ty lớn của tỉnh, kinh doanh đa ngành nghề và có một cái thị trường rất rộng lớn, không những trong nước mà cả nước ngoài. Đặc biệt, Tín Nghĩa là cái tổng công ty mà có cái tăng trưởng hàng năm rất cao. Tôi tin tưởng rằng trong tương lai với cái đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp và cái chiến lược kinh doanh phù hợp, Tín Nghĩa sẽ nhanh chóng trở thành cái tổng công ty không những lớn trong của tỉnh Đồng Nai và hướng tới sẽ trở thành một cái tập đoàn hoạt động trên cái địa bàn rộng rãi trong và ngoài nước. Để đạt được những kết quả đó là nhờ đội ngũ lãnh đạo cùng đội ngũ nhân viên luôn tâm huyết và cùng chung một chí hướng. Để chuẩn bị cho lực lượng kế thừa, Tổng công ty Tín Nghĩa rất chú trọng việc đào tạo và thu hút nhân tài. Công ty thường xuyên tổ chức các khóa học ngắn hạn, dài hạn trong và ngoài nước. Những khóa đào tạo chất lượng cao tại Mỹ, Singapore, Ukraine, Pháp, Thái Lan cho cán bộ công nhân viên. Đây sẽ là nền tảng vững chắc để công ty phát triển bền vững. Công ty làm ăn rất uy tín và trọng nghĩa nhân tài. Tôi tin tưởng vào khả năng triển vọng phát triển cao của công ty trong thời gian tới. Những hoạt động hướng đến cộng đồng của Tổng công ty Tín Nghĩa luôn thể hiện trách nhiệm xã hội. Điều này không chỉ giúp nhân viên Tín Nghĩa nhận thức được trách nhiệm xã hội mà cùng nối kết lại với nhau, cùng đóng góp cho Tổng công ty và cộng đồng. Hàng năm, Tổng công ty Tín Nghĩa tham gia và tổ chức nhiều chương trình từ thiện xã hội, tài trợ các trường mẫu giáo, chăm sóc gia đình chính sách, trẻ em nghèo, mồ côi, khuyết tật. Song song với hoạt động kinh doanh, Tín Nghĩa đặc biệt quan tâm đến việc bảo vệ môi trường thông qua việc áp dụng tiêu chuẩn chất lượng ISO 14001-2004, đảm bảo khu công nghiệp xanh thân thiện với môi trường, cải thiện môi trường làm việc tại phân xưởng, nhà máy sản xuất luôn được tiến hành tại đơn vị. Yeah, I'm very happy today because we signed a historical agreement with Tín Nghĩa. And I believe they are a very professional company. They exhibit the professionalism in every transaction that they do, and
Thank you again for the top management and everybody in Tenney Group for supporting us in this world. Tín Nghĩa chọn thương hiệu bắt nguồn bằng chữ tín. Đây là cam kết của công ty với quý khách hàng, cũng chính là phương châm phát triển trong tương lai, là cơ sở hình thành nền tảng của sự thịnh vượng. Chiến lược của Tín Nghĩa đến năm 2020 đó, thì Tín Nghĩa sẽ trở thành một cái tập đoàn kinh tế mạnh, hoạt động đa ngành trên nhiều lĩnh vực. Và hiện tại Tín Nghĩa đang tái cấu trúc cái hoạt động của mình vào một số lĩnh vực chính như là đầu tư và phát triển hạ tầng các khu công nghiệp, đầu tư và kinh doanh địa ốc, kinh doanh xăng dầu, dịch vụ xăng dầu khí đốt, kinh doanh kho cảng và logistics, kinh doanh chế biến nông sản xuất khẩu, sản xuất và khai thác vật liệu xây dựng và đầu tư vào lĩnh vực tài chính và ngân hàng. Thì đó là một số lĩnh vực chính mà Tín Nghĩa đang tiến hành tái cấu trúc hoạt động của mình trong cái thời gian tiếp theo.